TikTok chính là một trong những trang mạng xã hội phổ biến và lớn nhất nhì hiện nay tại Việt Nam. Nó cũng giống như Facebook và YouTube. Ngoài việc để giải trí, chúng ta còn có thể kiếm ra tiền. Và điều đặc biệt là với TikTok, chỉ cần các bạn bỏ ra mỗi ngày khoảng 20 phút thì các bạn có thể kiếm được hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đồng mỗi tháng mà không cần phải đi làm việc mệt mỏi. Ghê không? Và cách thức kiếm tiền như thế nào thì ngay bây giờ đây Thế Tâm sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cái cách tạo tài khoản TikTok như thế nào, đăng video lên như thế nào và lãnh tiền ra sao. Các bạn hãy cùng cầm điện thoại lên, theo dõi thật kỹ và làm theo Thế Tâm nhé. Xin mời. Ok, và bước đầu tiên các bạn mở điện thoại lên, các bạn tải ứng dụng TikTok về. Các bạn có thể vào CH Play để các bạn tải về, rất là dễ dàng. Và sau khi các bạn đã tải về xong thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở nó lên. Và nó sẽ hiển thị lên như thế này, các bạn có thể chọn bất cứ một cái mục nào mình yêu thích để TikTok nó sẽ đề xuất đúng cái video sở thích của mình. Đó, ví dụ các bạn thích giải trí, các bạn chọn giải trí nè, chúng ta nhấp tiếp theo. Tiếp tục giới tính, bạn nào nữ thì chọn nữ, nam thì chọn nam, còn BD thì chọn giới tính thứ ba. Còn bóng chúa thì chọn ở dưới này. Đó, tôi chọn nam nè. Ok. Tiếp tục nhấp vào, bắt đầu xem. Nhấp lên. Đó, đây là cái giao diện trang chủ của TikTok. Các bạn có thể xem video. Đó, ví dụ như các bạn không thích cái video này, các bạn có thể vuốt lên để chúng ta đổi cái video khác. Đó. Cứ mỗi lần vuốt là xem một cái video khác. Đó, để chúng ta xem giải trí mỗi ngày. Nó là như vậy. Đó, nếu các bạn thích video nào thì các bạn nhấp vào tim. Còn các bạn muốn bình luận thì các bạn nhấp vào đây. Còn các bạn muốn chia sẻ lên Facebook hay là mạng xã hội khác thì các bạn nhấp vào đây. Bây giờ Thế Tâm sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tạo tài khoản cho mình. Các bạn nhấp vào cái phần tôi ở dưới này nè. Đó, tiếp tục các bạn nhấp vào đăng ký. Các bạn có thể đăng ký bằng số điện thoại hoặc là nick Facebook hoặc là nick Gmail. Đó, bây giờ Thế Tâm sẽ đăng ký bằng số điện thoại, nhấp vào đây. Và bây giờ các bạn sẽ nhập số điện thoại của mình vào. Sau đó các bạn nhấp vào gửi mã. Đó, tự động nó gửi mã về và tự động nó nhập luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái mật khẩu để sau này chúng ta nhớ chúng ta đăng nhập. Ok. Và đây là TikTok ID, các bạn muốn ghi cái gì cũng được, sau này mình có thể thay đổi được. Ví dụ Thế Tâm ghi là Thế Tâm 2020. Đó, xong nhấp vào đăng ký. Như vậy là xong, chúng ta đã có một cái tài khoản. Các bạn nhấp vào phần tôi nè. Đó, tiếp theo bây giờ các bạn sẽ nhấp vào cái phần chỉnh sửa hồ sơ nè. Các bạn nhấp vào đây để thêm cái ảnh đại diện cho mình. Đó, chọn ảnh từ thư viện nè. Ok. Đó, ví dụ Thế Tâm chọn cái ảnh này đi. Ok. Tiếp tục các bạn sẽ nhấp vào cái tên để chúng ta thay đổi cái tên mình. Đó, đây là cái tên hiển thị với mọi người nè. Ví dụ Thế Tâm ghi là Thế Tâm. Xong, chúng ta ok. Nếu bạn nào đang có kênh YouTube hay là có một cái trang mạng xã hội nào khác thì các bạn có thể nhập vào đây. Đó, bây giờ Thế Tâm sẽ nhập cái liên kết kênh YouTube của mình vào đây nè. Còn nhập vào YouTube nè. Xong các bạn sẽ chọn một cái tài khoản Gmail của mình và các bạn cho phép nó. Đó, Thế Tâm đã liên kết xong cái kênh Thế Tâm Cover nè. Và các bạn cũng có thể nhấp vào cái phần tiểu sử nè để chúng ta thêm cái thông tin của mình vào. Ở cái phần tiểu sử này các bạn có thể ghi số điện thoại hoặc là cái tài khoản Facebook hoặc là cái kênh YouTube của mình. Đó, để cho mọi người cùng biết. Ví dụ như các bạn ghi là Facebook nè. Facebook là Thế Tâm. Đó, xong các bạn lưu. Đó, xong các bạn nhấn trở ra nè. Đó, như vậy là chúng ta đã tạo xong một cái tài khoản TikTok. Và như các bạn cũng đang nhìn thấy nó đây, nó để chữ follow là không nè. Đang follow không nè, thích là không nè. Cái follow này chính là số lượng người theo dõi kênh TikTok đó các bạn. Nó giống như kênh YouTube mà cái lượt đăng ký vậy đó. Cái lượt follow này càng cao thì càng nhiều người biết đến mình. Đây là cái tài khoản Thế Tâm mới tạo cho nên chưa có ai biết tới hết. Cho nên không có cái lượt follow nào hết. Ok, và bây giờ Thế Tâm sẽ hướng dẫn các bạn cái cách đăng video lên TikTok như thế nào. Các bạn nhấp vào cái phần dấu cộng ở dưới này nè. Các bạn cho phép. Đó, các bạn có thể đăng video 60 giây hoặc là 15 giây. Và chỉ cần các bạn nhấn nút quay là chúng ta sẽ quay. Về cái phần âm thanh thì các bạn có thể nhấp vào cái phần âm thanh nè để chúng ta chọn âm thanh chúng ta quay. Đó, còn cái phần hiệu ứng nè, các bạn có thể nhấp vào cái phần hiệu ứng nè. Rất là nhiều hiệu ứng đẹp. Đó, các bạn có thể nhấp vào từng hiệu ứng để chúng ta thử xem cái hiệu ứng nào phù hợp để chúng ta quay.
Đó, hiệu ứng con gái luôn trời, nhìn giống Michael Jackson như trời. Nhan sắc cỡ này thì kiểu Lâm Chí Khanh là bỏ túi đi. Chết với chế. Đó, ok. Và ví dụ như các bạn không muốn quay trực tiếp, các bạn có sẵn một cái video các bạn chuẩn bị, các bạn muốn tải lên, thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần tải lên nè. Ví dụ hãy tầm chọn một cái video sẵn nè. Đó, chúng ta nhấp vào tiếp. Đó, các bạn có thể cắt bớt video, các bạn kéo lên nè. Đó, các bạn kéo lên tới đâu thì cái đoạn đen này nó sẽ bỏ. Đó, ví dụ như các bạn muốn lấy bao nhiêu thôi. Thì các bạn sẽ thấy ở đây nó để phải 3,7 giây nè. Đó. Còn nếu các bạn muốn lấy hết thì chúng ta kéo ra hết luôn. Xong, các bạn nhấp vào cái phần tiếp nè. Đó, tiếp theo thì các bạn có thể thêm âm thanh hoặc là hiệu ứng, văn bản, đó, hoặc là cái hình dáng. Và các bạn cũng có thể ghi âm trực tiếp cái giọng nói của mình. Đó, rất là dễ dàng. Sau khi các bạn đã chọn xong, các bạn nhấp tiếp theo. Đó, sau đó các bạn ghi mô tả video nè, nó giống như là cái tiêu đề của video vậy đó. Đó, ví dụ hãy tâm ghi là tắt, nhân, đôi, tiền, cực giấy. Đó, xong chúng ta nhấp vào đăng nè. Đó, thì các bạn nhấp vào cái chữ tôi nè, các bạn sẽ thấy cái video của mình. Đây, chúng ta sẽ nhấp vô xem thử. Đó. Thì đối với những bạn nào mà làm kênh YouTube lâu quá không có phát triển được thì các bạn nên tạo một cái tài khoản TikTok như thế này để các bạn tìm kiếm thêm một cái lượng khán giả lớn từ bên phía TikTok này. Đó, khi các bạn có nhiều lượt xem bên đây thì người ta nhìn, người ta sẽ biết cái kênh YouTube của mình là kênh gì. Và khi người ta nhấp vào đây, nó sẽ nhảy qua cái kênh YouTube mà mình đã liên kết. Và đối với những người bán hàng hay là kinh doanh online thì các bạn cũng nên tạo một cái tài khoản TikTok để các bạn kiếm tiền trên này. Bằng cách là các bạn sẽ quay những cái sản phẩm của mình, các bạn lồng ghép những cái âm thanh, những cái nhạc vui nhộn vào. Từ đó các bạn sẽ quảng cáo được cái hàng hóa của mình và các bạn sẽ bán chạy hơn và các bạn sẽ kiếm thu nhập nhiều hơn. Và còn một cách nữa kiếm tiền rất là hiệu quả là chúng ta sẽ liên kết cái kênh TikTok này đến một cái trang web mang tên Thamput. Đó là khi các bạn đăng video lên có nhiều lượt xem là các bạn sẽ có được nhiều tiền. Bây giờ Hải Tâm sẽ hướng dẫn các bạn cái cách làm như sau. Bước đầu tiên các bạn thoát cái TikTok ra. Xong các bạn truy cập vào trình duyệt Google Chrome nè, các bạn mở lên. Đó, tiếp tục các bạn nhập địa chỉ ở trên này. Thamput.com. Đó, các bạn ghi đúng y như vậy nha, không sai một chữ nào nha. Xong các bạn ok. Đó, thì cái trình duyệt Google Chrome nó sẽ có cái phần dịch tiếng Anh và tiếng Việt nè. Nếu như các bạn không cần tiếng Anh thì chúng ta để cho nó dịch tiếng Việt cho chúng ta dễ hiểu hơn. Đó, các bạn kéo xuống. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đăng ký một cái tài khoản ở trên này. Các bạn có thể đăng ký bằng tài khoản Facebook hoặc là các bạn có thể đăng ký bằng cái tài khoản Gmail. Bây giờ Hải Tâm sẽ đăng ký bằng cái tài khoản Gmail chung với cái kênh YouTube của mình luôn. Xong các bạn ghi mật khẩu vào. Ok, xong các bạn đánh dấu vào đây. Rồi các bạn nhấp tiếp vào đăng ký ngay. Đó, tiếp tục các bạn kéo xuống, các bạn nhấp vào tôi đồng ý nè. Xong các bạn nhấp vào trở lại. Đó, tiếp tục các bạn kéo xuống. Các bạn nhấp vào TikTok nè. Và tiếp theo các bạn sẽ nhấp vào thiết lập trang. Đó, và tiếp sau đó các bạn sẽ copy cái dòng đen đen nè, ở cái mục số 2 nè. Các bạn copy cái dòng này, các bạn nhấp vào sao chép. Xong các bạn sẽ qua cái tài khoản TikTok của mình. Đó, các bạn nhấp vào cái phần sửa hồ sơ nè. Các bạn nhấp vào cái phần tiểu sử nè. Đó, các bạn có thể copy vào bất cứ chỗ nào trong cái phần tiểu sử này. Đó, các bạn đè dính vào đây. Xong các bạn chọn dán. Đó, rồi các bạn lưu lại. Và các bạn nhớ tên cái tài khoản TikTok ID của mình nè. Của Thế Tâm là Thế Tâm 2020. Xong các bạn sẽ quay trở lại cái trang lúc nãy. Đó, các bạn sẽ nhập vào cái ô số 3 nè. Chỗ này nè. Các bạn ghi đúng cái tên tài khoản TikTok ID của mình. Đó, Thế Tâm 2020 nè. Xong các bạn sẽ nhấp vào nộp để được chấp nhận. Và sau khi các bạn nhấp vào nó sẽ báo như thế này: bạn phải có ít nhất 100 người theo dõi để thêm trang của mình. Hãy thử đăng nội dung trong một tuần và theo dõi mọi người để đạt được điều này sớm hơn. Có nghĩa là khi tài khoản TikTok của các bạn phải có trên 100 người follow thì các bạn mới thêm trang của mình, mới kiếm tiền được. Và ví dụ như sau vài ngày các bạn đăng video thì các bạn đã kiếm được đủ cái lượt follow rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ nhấp vào đây một lần nữa. Ok. Và tiếp theo các bạn kéo xuống. Đây, các bạn thấy cái tài khoản mình đã liên kết thành công, Thế Tâm 2020, và lượt theo dõi là 445, tình trạng là đã phê duyệt. Xong các bạn sẽ bấm trở lại. Tiếp tục các bạn kéo xuống, các bạn bấm ngay TikTok. Và các bạn sẽ bấm vào bài đăng.
Tiếp theo các bạn sẽ kéo xuống. Các bạn sẽ bấm vào đây để chúng ta chọn cái mốc thời gian nè. Chúng ta sẽ có mốc thời gian 2 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng và 24 tiếng. Ví dụ như các bạn chọn 2 tiếng thì bài viết của các bạn sẽ kiếm tiền trong vòng 2 tiếng. Còn ví dụ như các bạn chọn 24 tiếng thì bài viết của các bạn sẽ kiếm tiền trong vòng 24 tiếng. Ở thời gian càng dài chúng ta kiếm tiền càng nhiều. Hãy tâm chọn 24 tiếng. Tiếp theo ở dưới này có 3 chiến dịch để các bạn lựa chọn. Cái chiến dịch thứ nhất là cái chiến dịch duet, là cái chiến dịch chúng ta sẽ quay cùng với một cái video của người khác để chúng ta kiếm tiền. Và cái chiến dịch thứ hai là chúng ta sẽ tải lên bất kỳ một cái video nào mà chúng ta muốn tải lên. Còn cái chiến dịch thứ ba là chúng ta sẽ tải lên một cái video bất kỳ, nhưng chúng ta phải sử dụng cái bài hát bên Thamput nó cung cấp thì chúng ta mới có thể kiếm tiền được. Và bây giờ Thế Tâm sẽ chọn chiến dịch là duet. Và các bạn sẽ chọn cái mô hình thanh toán nè. Nếu các bạn chọn trả tiền cho mỗi bài viết thì khi các bạn đăng bài viết lên các bạn sẽ có tiền, không biết nó có lượt xem hay không. Còn nếu các bạn chọn trả cho mỗi lần xem thì trong 24 tiếng kể từ khi tạo chiến dịch, lượt xem càng cao thì chúng ta sẽ càng có nhiều tiền. Đó, bây giờ Thế Tâm sẽ chọn trả cho mỗi bài viết. Ok, và các bạn kéo xuống. Các bạn sẽ bấm vào bắt đầu chiến dịch nè. Đó, và các bạn kéo lên. Bây giờ các bạn sẽ nhấp vào cái đường link này. Tiếp tục các bạn sẽ nhấp vào cái chữ chia sẻ nè. Các bạn sẽ nhấp vào duet. Đó, và việc của các bạn bây giờ là chúng ta sẽ nhấn nút để chúng ta quay. Và chúng ta sẽ phối hợp với cái video bên cạnh làm sao mà cho nó ăn ý để thu hút người xem là ok. Đó, bây giờ Thế Tâm sẽ bấm quay. Wow. Đó, mình làm sao cho nó phù hợp với cái video bên cạnh thôi. Quá hay, quá hay. Yeah. Ok. Đó, xong các bạn nhấp vào tiếp. Và các bạn sẽ ghi cái số này vào cái mô tả của video 6341. Đó, các bạn sẽ ghi vào đây 6341. Ok. Và tiếp theo các bạn chỉ việc nhấp vào đăng thôi. Và đây là cái bài viết chúng ta vừa mới đăng. Các bạn sẽ nhấp vào đây. Tiếp tục các bạn sẽ nhấp vào 3 chấm nè. Các bạn sẽ chọn sao chép liên kết. Sau đó các bạn sẽ dán vào đây. Đó, các bạn bấm dán. Xong, chúng ta bấm xác minh chiến dịch. Như vậy là xong, chúng ta sẽ kiếm được tiền sau 24 tiếng. Như các bạn đang thấy ở đây nó để là 0,09 đô nè. Thì tùy thuộc vào cái kênh TikTok của các bạn có nhiều lượt theo dõi hay không, có nhiều lượt xem hay không, mà số tiền chúng ta sẽ kiếm được nhiều hay ít. Và sau khi các bạn đã có thu nhập từ 10 đô trở lên, Thế Tâm sẽ hướng dẫn các bạn cái cách rút tiền về. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên chia sẻ video này để mọi người cùng kiếm tiền nhé. Hãy nhấn like video và hãy nhấn đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký kênh để đón theo dõi những video hướng dẫn mới nhất của Thế Tâm. Còn bây giờ, Thế Tâm xin nói lời chào thân ái và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!